Hay lắm, tiễn pháp rất tốt. Hay lắm, tiễn pháp rất tốt. Hay, hay. Để ta. Như Nhi, đừng tới đó, nguy hiểm. Dương gia. Như Nhi, quay trở lại đây. Cẩn thận. Cẩn thận đấy, Dương gia. Như Nhi, cẩn thận mai phục. Như Nhi, bảo vệ Dương gia. Bảo vệ Dương gia. Cẩn thận mai phục. Bảo vệ Dương gia. Dương gia, xem ra kẻ địch lên kế hoạch rất chi tiết. Chắc đã có ý đồ bắt cóc quận chúa. Chúng sẽ không dễ dàng làm hại cô ấy. Đợi chúng ta điều tra rõ ràng rồi, cứu cũng không muộn. Dương gia, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Dương gia, có tin tức rồi. Có thể thấy những người bên ngoài. Ngài xem thứ này đi. Bức thư này ở đâu ra thế? Được mũi tên đóng ở trên cột doanh trại, vệ binh canh gác đưa tới chỗ của ta. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Ngươi xem đi. Hà Đông Cận Quân. Nói một cách chuẩn xác là đám thuộc hạ của Hà Đông Cận Quân. Cận Quân đã chết rất nhiều năm rồi, vẫn có người bán mạng cho hắn ta. Đúng là 500 tráng dĩ điền hoàng.
muốn ta đi thay Như Nhi. Đừng có nằm mơ. Vậy phải làm sao với quận chúa đây? Sắp phải về kinh để điều binh. Không được. Một vụ án ở Hà Đông, đám cụ thần trong triều đã từng điều tra không ít lần. Chúng muốn bắt thớp của lão phu. Chuyện này tuyệt đối không được lớn tiếng, để tránh việc tên Túc Diễn Cảnh kia bắt thớp ta. Có thích khách. Dương gia, lo lắng rồi. Dương gia, chuyện này không thể chậm trễ. Đối phương chỉ cho chúng ta thời hạn 3 ngày. Nếu không thì dặn dò Quyền Vũ, đêm nay điều động 20 vệ binh thân cận đến liều của ta, tấn công bất ngờ để cứu Như Nhi. Tuân lệnh. Lần này đi nhất định phải cẩn thận, bắt buộc phải cứu quận chúa trở về an toàn. Xin đại nhân cứ yên tâm. Xuất phát. Rõ. Món quà rất đơn giản, nhưng ý nghĩa rất sâu xa. Nếu như không thấy Dương gia tới cổng sân trại của ta, thì hai ngày sau ngài sẽ nhận được phân xác của lệnh ấy. Dương gia, lần này xuất kinh, ta đều lựa chọn những binh giỏi trong những người hộ giá vua. Kỵ binh, xạ binh, võ binh đều đủ cả. Có lẽ còn có một người có thể thử. Nếu thật sự không ổn, thì còn có Hắc Lôi Thần. Người đi nói với bọn họ, ai có thể cứu được quận chúa thì ta cho người đó làm quận mã. Dương gia, không phải người có ý gả quận chúa cho Tằng tướng quân sao? Qua được cửa lần này rồi tính tiếp. Mau đi đi. Di thần đã rõ. Tục ngữ có câu, nếu được trọng thưởng thì ắt có người tài. Hiện giờ Dương gia dùng chức danh phò mã làm lời hứa, lẽ nào mấy người còn không rung động sao? Quyền Vũ cũng không làm được gì. Sao thế? Không muốn san sẻ ưu phiền với Dương gia sao? Quyền Vũ có tuyệt kỹ trong tay, cũng rơi vào thảm cảnh. Ta chưa từng dám tham lam đến những vinh hoa phú quý của quận mã. Đi cứu người trước, chết chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ làm hại tới quận chúa, phụ sự kỳ vọng của Dương gia. Mong tướng quân minh xét. Đúng vậy, khí thế của đối phương quá lớn, nếu làm hại tới quận chúa thì sao? Mấy người nghe đây cho ta. Nếu như quận chúa xảy ra chuyện gì, thì các người và Quyền Vũ sẽ có chung một kết cục. Đám người này bình thường nổi tiếng ngang ngược, vào thời khắc quan trọng lại tham sống sợ chết, không kẻ nào đáng để trọng dụng. Dương gia, nếu thật sự không ổn thì Di thần sẽ xả thân mình. Ta cảm thấy trong chuyện này còn có uẩn khúc.
Nguyện Vũ đi cứu người trước là ngươi đích thân ra lệnh. Cho dù đối phương đã có sự chuẩn bị, thì dựa vào sự nhẫn nại của họ, sao có thể rơi vào thảm cảnh chứ? Cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi đêm qua, ta đã nhận ra bên ngoài liều có động tĩnh. Ý của người là có nội gián. Tuyên Tán, ngươi thật to gan. Ngươi dám hành thích Dương gia trong đêm. Rốt cuộc ngươi có thân phận gì còn không chịu khai ra? Sao thế? Đại trượng phu dám làm không dám nhận sao? Đại nhân, Di thần hoàn toàn không phải là thích khách. Vậy tại sao đêm hôm ngươi lại tới đây? Ta muốn cứu quận chúa, trở thành phò mã, ăn nói hàm hồ. Nếu như tới để nhận lệnh, tại sao không đi cửa chính mà phải lẻn vào từ sau liều? Trong doanh trại có rất nhiều tai mắt. Vì thần sợ có gian tế giảm phải vết xe đổ của Huyền Vũ, nên đã đưa ra hạ sách này để bày tỏ nỗi lòng, mong Dương gia tha tội. Người chỉ là một hiệu quý nhỏ bé, dựa vào cái gì mà dám đi cứu công chúa? Đương nhiên là dựa vào bản lĩnh. Quả nhiên che giấu rất giỏi. Giỏi lắm Tuyên Tán. Bổn Dương sẽ phái ngươi đi cứu quận chúa. Đa tạ Dương gia. Vậy sau khi mọi việc thành công, Bổn Dương nói lời giữ lời. Rõ. Thứ mà đối phương cần là bức thư này. Buộc phải dùng thứ này để đổi lại quận chúa. Ngươi phải tùy cơ ứng biến, đảm bảo cho sự an toàn của quận chúa. Tuân lệnh. Thần cáo từ. Tuyên Tán. Tuyên Tán. Tại sao lại trùng hợp là họ Tuyên chứ? Lại còn xuất hiện vào lúc này. Tuyên Nghĩa. Cận Cung. Dương gia, người lại nhớ tới vị cố nhân đó rồi. Nhưng Tuyên gia đã không còn ai sống sót. Thần đã từng xác nhận thân phận của tiểu tử này. Ngươi nghe đây, bất luận Tuyên Tán là ai, hắn cũng chỉ là một quân cờ trong kế điều hổ ly sơn của ta. Đợi sau khi hắn vào doanh trại, thu hút sự chú ý của đám tà gian, thì ngươi lập tức đưa người chờ đợi thời cơ để lẻn vào trong, tìm cơ hội để cứu lấy quận chúa. Nếu như không được, ngươi hãy thiêu rụi cả sơn trại, tuyệt đối không được để ai sống sót. Vậy quận chúa, mau đi đi. Trong bức văn thư đó không viết gì cả. Tuyên Tán không chống cự được lâu đâu. Rõ. Chưa.
Là ai? Mau nói tên. Bảo thủ lĩnh của các người ra gặp ta. Người anh em rất bạo dạn. Có lai lịch gì thế? Có muốn nhìn thấy thủ cấp của Triệu thần không? Xin mời. Mở ra. Thủ cấp đâu? Triệu thần bảo ta mang một bức thư mà ngươi cần tới. Ngươi dám chơi ta sao? Không có ta, tối qua các ngươi không ai chạy thoát được. Ngươi là người báo tin tối qua sao? Đêm nay có người tấn công doanh trại. Vậy ngươi đến là để đầu quân cho ta sao? Không, ta đến để đưa quận chúa về phủ. Các anh em đã nghe rõ chưa? Hắn nói hắn muốn đưa quận chúa trở về. Ngươi coi chỗ này là đâu? Nói đi là đi. Ngươi có bản lĩnh gì? Người anh em, dựa vào cái hợp đất này mà muốn cứu quận chúa đi. Ngươi không nể mặt ta rồi. Tạm thời ta gửi cái hộp này ở chỗ của ngươi. Tới lúc đó ta sẽ dùng nó đựng đầu của Triệu thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau, bên này. Bên này. Đại nhân, tất cả kỵ binh trong số hiệu quý đã mai phục xong ở sau núi. Hai bên đều được sắp xếp những người bắn cung. Con đường ở trước núi cũng bị phong tỏa. Lúc nào hành động? Chờ lệnh của ta. Rõ. Đi, đi, mau. Đi. Mau, đi, đi. Hôm nay chỉ khi ta đưa quận chúa trở về thì cái hộp đó của ngươi mới có thể sử dụng được. Vậy sao? Ta không tin. Giết cô ta, ngươi ở lại. Ngày tháng sau này còn dài. Ta khâm phục sự gan dạ của ngươi. Cô ta không chết thì ngươi chết.
Bản lĩnh có lớn tới đâu thì muốn đưa một người phụ nữ đi xông vào sân trại của ta không đơn giản như thế. Muốn giết thì ngươi tự tay giết. Ta đường đường là một nam nhi, ta không giết phụ nữ. Đây là ngươi nói đấy nhé. Tùy ngươi. Ta chỉ bất đắc dĩ nhận lệnh hành sự. Quả thực là như vậy. Muốn ra tay thì nhanh gọn một chút. Ta thấy ngươi không nỡ, đúng không? Đương nhiên, cô ta sống còn đỡ hơn chết. Nếu như ta có thể đưa cô ta trở về, cô ta sẽ là nương tử của ta. Tốt xấu gì cũng có thể làm ấm chăn. Đúng là con đàn bà ngang ngược. Đàn ông mà thứ đến người đánh sao? Người anh em, nhìn người phụ nữ này, tuyên tán ta nói là làm. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Mời quận chúa. Tuyên tán, hôm nay ta nể màn kịch của ngươi rồi. Có điều những người huynh đệ cực khổ chờ đợi hơn 10 năm, không thể nào phí công được. Các ngươi là người nào của Cận Cung? Ta là đệ đệ của Cận Cung. Quả nhiên, ngươi biết sao? Ta từng nghe ngóng qua Hà Đông Cận Cung từng cấu kết với những người trong triều khởi nghĩa vũ trang. Đây đều do Triệu Thần hãm hại. Cận Cung từng là đoàn luyện Hà Đông, biết tin Triệu Thần cấu kết với binh lính các phương mưu đồ thiên hạ, nên đã bí mật gửi thư cho Tuyên Nghĩa. Không ngờ bức thư đã bị Triệu Thần thu giữ. Hắn ta bôi nhọ tướng quân có mưu đồ tạo phản, huynh trưởng bị chết thảm đã đành. Cả nhà Tuyên Nghĩa vô tội cũng bị giết hại. Cho nên ngươi muốn báo thù sao? Đúng. Mấy năm nay, để tránh khỏi sự đuổi cùng giết tận của Triệu Thần, ta đã lưu lạc khắp nơi. Cho đến năm ngoái, những huynh đệ mới lần lượt tới ngoại ô để tụ họp. Biết tin lần này tên gian tà kia ra khỏi thành đi săn, bọn ta đã lên kế hoạch kỹ càng, muốn lấy đầu của hắn ta, báo thù cho ca ca ta. Có thù ắt phải báo, như vậy mới là hán tử thật sự. Vậy ngươi thì sao? Ta chính là đứng lại. Mắt tướng quân, bọn họ ra rồi. Tiêu diệt kẻ gian. Nếu như thả một tên đi thì ta sẽ lấy đầu của ngươi. Rõ. Quận chúa, mau lên ngựa. Tránh ra. Sau khi ta đi, các người phải mau rút lui. Triệu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha đâu. Đa tạ. Người anh em, hẹn ngày gặp lại. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Vừa rồi xin lỗi ngươi nhé. Vì của ta nên ngươi mới nói mấy lời hỗn láo đó. Ta nói nghiêm túc đấy. Câu nào? Ta còn cho rằng cha sẽ dùng ta để dựa hơi hoàng thân. Không ngờ không xong rồi. Đi. Đừng đi, nguy hiểm lắm. Tiên hiệu quý sinh dừng bước. Ngươi đã cứu được quận chúa, việc lâm trận chém giết không cần ngươi phải lo nữa. Dừng lại ở đây đi.
Đám loạn thần này sống yên ổn không muốn, lại muốn trở thành kẻ địch của triều đình, đúng là tự tìm đường chết. Lần này là do vi chức lơ là phòng bị nên mới để cho bọn chúng có cơ hội. May mà không có việc gì xảy ra. Dương gia, đây chính là trùm thổ phỉ Cận Luân, đệ đệ của Cận Côn. Theo sát, mau. Bên phía Tuyên Tán có tin tức gì không? Vẫn chưa điều tra rõ ràng. Ta luôn cảm thấy tên tiểu tử này không đơn giản như thế. Chỉ cần hắn xuất hiện trước mắt ta là trong lòng ta liền thấy bất an. Ta luôn cảm thấy mình từng quen biết hắn, nhưng lại khó mà đưa ra kết luận. Ý của Dương gia là nếu không loại bỏ người này, trong lòng ta bất an. Dương gia đã công khai chuyện quận mã với mọi người rồi. Nếu như lúc này nuốt lời, e rằng sẽ mất lòng của mọi người. Cộng thêm việc quận chúa cũng có tình ý với Tuyên Tán. Vậy thì theo ngươi, kéo dài đã là sao? Triệu hắn vào trong phủ để giám sát đã. Đợi đến khi điều tra rõ ràng, nắm thóp được hắn ta, rồi đưa ra quyết định. Kể từ sau khi Tuyên Tán trở về phủ, liền đóng cửa không ra ngoài. Ta thăng chức cho hắn 3 cấp, cho hắn làm tướng, cũng không thấy hắn có chút lung lai nào. Hôm nay ta tới Long Uy Dậy điều tra sổ nhân viên gần 1 năm nay, ta phát hiện ra năm ngoái Tuyên Tán vẫn chưa vào Long Uy Dậy. Cách thời gian được điều về Dương phủ chưa tới 1 tháng. Đi đi, gọi hắn ta tới đây. Ta có chuyện muốn hỏi hắn. Rõ. Ngươi liều chết cứu quận chúa ra, quả thực là lập được đại công. Nhưng gần đây lão phu bận chuyện chính sự, vẫn chưa cảm ơn ngươi tử tế. Dương gia nặng lời rồi, đó là chuyện trong bổn phận của di chức. Nhà ngươi ở đâu? Thái Nguyên Lộ Châu. Lệnh tôn ngươi là ai? Gia phụ ta qua đời từ sớm, từng kinh doanh mấy phần rượu. Võ công ngươi cao cường như vậy, từng được cao nhân chỉ dạy sao? Di chức từng theo học đạo nhân Vân Quang ở thành đô Mậu Châu. Chẳng trách Vân Quang đạo nhân là một người tài ba, nổi tiếng giang danh. Ta còn phải gọi ngài ấy một tiếng sư thúc. Thì ra là thế. Ngươi vào Long Quy Dệ bao giờ? Cuối mùa đông năm ngoái. Muốn làm quận mã của bổn Dương không? Không dám cưỡng cầu. Bổn Dương nói lời giữ lời. Có điều chờ khi chọn được ngài đẹp rồi thành hôn cũng chưa muộn. Tất cả nghe theo Dương gia. Chuyện của Cận Luân người thấy thế nào? Tuyên Tán chỉ phụng mệnh cứu quận chúa ra, những chuyện khác vì chứ không quan tâm. Được, ngươi lui xuống trước đi. Tuân lệnh. Vi chức cáo từ. Đối đáp lưu loát, không chút sơ hở. Không có vấn đề gì.
mới là vấn đề lớn. Chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Tướng quân xin dừng bước. Quận chúa có gì dặn dò, không cần đa lễ. Mời tướng quân qua đây, ta có lời muốn nói với huynh. Mời quận chúa nói. Không biết chuyện mà phụ hoàng nói, tướng quân định làm thế nào? Quận chúa muốn nói tới chuyện nào? Thì tướng quân hiểu rõ mà, hà tất phải xem trò cười của ta. Quận chúa, Mạc tướng còn có chút việc riêng cần làm. Nếu Dương gia có gì phân phó, Tuyên Tán sẽ làm theo, không dám thoái thác. Ngươi đợi đã, ngươi đừng đi mà. Tuyên Tán, cha, mẹ, hai người yên tâm, nhất định nhi tử sẽ lấy đầu của tên Triệu Thần, khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu. Đại ca, sao lại là huynh? Ta vốn dĩ muốn dùng một dao giết chết ngươi, đáng tiếc là không thể ra tay. Chuyện này, đại ca, huynh nói cái gì thế? Tuyền Tán ngươi giỏi lắm, dám nhận giặc làm cha. Lẽ nào ngươi đã quên thảm án 50 năm trước của Tuyền gia sao? Qua bên đó xem còn có ai không. Rõ, nhất định ta sẽ báo huyết hải thâm thù. Triệu Thần chưa chết, ta quyết không từ bỏ. Vậy tại sao ngươi còn nhận hắn làm nhạc phụ? Nói ra thì dài, có điều bây giờ xem ra đó là một cơ hội tốt để tiếp cận hắn. Vậy quận chúa, mối thù gia tộc còn chưa báo, Tuyên Tán ta không quan tâm tới chuyện tình cảm. Được, đào sơn biển lửa, ta sẽ không lùi bước. Nhất định ta sẽ giúp ngươi lấy được đầu của tên Triệu Thần, để tế cho linh hồn của Tuyên gia. Tướng quân, Tuyền tướng quân, Tuyền tướng quân, Dương gia có lời mời. Cô Sơn huyện báo tin những tên trộm hoành hành ở Lương Sơn, bổn Dương tiến cử ngươi đảm nhận chức đô thống. Nhậm chức Cô Sơn, ngày sau chiến thắng trở về thăng quan tiến chức, không biết ngươi thấy thế nào? Cha, người thân là Triều Thần, thần sẵn lòng nhận lệnh. Được, lần này tới huyện Cô Sơn, nhất định phải tiêu diệt hang ổ bọn cướp Lương Sơn. Sau này ta sẽ xin thánh thượng tiến cử thăng chức cho ngươi.
Bao giờ thì xuất phát? Ngay bây giờ. Ta đã chọn cho ngươi 100 lính tinh nhuệ sẵn sàng nhận lệnh. Tuân lệnh. Còn có chuyện gì nữa không? Hát tư văn của bộ quân tư, Mạc tướng có thể điều động hay không? Quân bộ nhỏ bé giờ nhận chức của phó tướng, ngươi có thể điều động. Tạ Dương gia. Trước trận phải thật cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, khải hoàn trở về, ta sẽ gả Nhiêu Nhi cho ngươi. Đa tạ Dương gia. Chuyện đám thổ phỉ lần này bất ngờ xảy ra, nhưng hắn ta đã phát hiện ra chuyện gì đó. Chắc là không đâu. Có điều Dương phủ tăng cường lính canh khắp nơi, xem ra là muốn đề phòng ta. Nếu như cố chấp xông lên thì sẽ bỏ phí công sức. Nhưng lai lịch của đám thổ phỉ này vẫn chưa điều tra ra. Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, không thể nhanh chóng quay trở về kinh thì phải làm sao? Ở xa kinh thành chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ đây là một cơ hội, có thể khiến Triệu Thần thả lỏng cảnh giác. Chúng ta sẽ lên kế hoạch sau. Theo kịp hành quân, trước khi trời tối phải tới được Cô Sơn. Đi, đi theo. Kim Long, hãy giao bức thư này cho huyện lệnh Tằng Thiện của huyện Cô Sơn, bảo hắn ta hành sự theo những gì trong thư, không được xảy ra sai sót. Tuân lệnh. Ngươi lựa chọn một đội nội thị vệ âm thầm chi viện cho Tằng Thiện. Nhớ lấy, đừng theo sát hắn quá. Tiểu tử này quỷ kế đa mưu. Rõ. Ta không muốn nhìn thấy tên Tuyên Tán này nữa. Rõ. Mau bê qua đó. Mau bê qua đó. Con ơi. Nào. Tiên sinh, thuốc của chúng ta không còn nhiều nữa. Nếu cứ như vậy chưa tới 10 ngày nữa thì huyện Cô Sơn sẽ trở thành tử thành. Nửa năm trước xảy ra trận chiến Bắc Sơn, Lương Sơn thất bại. Chính những bách tính của huyện Cô Sơn đã cứu mạng 17 huynh đệ Lương Sơn chúng ta. Ân tình này Tống đại ca không thể nào quên. Nếu như đã phái ta tới chữa trị thì ta bắt buộc phải dốc hết sức. Tiểu thất. Tiên sinh. Ngươi đổ lọ thuốc này xuống giếng. Nếu trong nước có độc thì bệnh dịch sẽ tiếp tục, vô phương cứu chữa. Tiên sinh nói phải, thuốc sẽ tan trong nước. Ta sẽ đi làm ngay. Mau đi đi. Lưu Đường. Tiên sinh, ngươi vào thôn kiểm tra một lượt, nhất định phải kéo những người bệnh tới đây. Được. Đúng là bực mình. Đám quan binh đó tới rồi. Có không ít người tới.
đến đúng lúc lắm. Ông đây có rượu thịt ở Lương Sơn, mà phải chịu đựng ở huyện Cô Sơn này. Đúng lúc ta muốn lấy đầu bọn chúng để mang đi tế. Quan binh đến rồi, nhất định là mang thuốc và lương thực tới cho chúng ta. Tốt quá rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Nhị Đẳng là kẻ cướp của Lương Sơn, Xích Phát, Quỷ Lưu Đường, Quạt Điểm La, Nguyễn Tiểu Thất đều là tay sai của đám quỷ quái đó. Gọi thủ lĩnh Tống Giang của các người ra đây nói chuyện. Tên nhãi ranh, muốn gặp Tống ca ca của ta sao? Chu qua đúng quần của ta trước rồi tính tiếp. Khẩu khí lớn ghê. Ta cũng muốn xem thử tên cướp nhỏ của Lương Sơn có bản lĩnh gì. Xích Phát Quỷ, tới đây. Mang đào tới đây. Tiểu Thất, dừng tay. Lương Sơn, An Đạo Toàn, giết đi. Có giỏi thì giết hết bách tính trong huyện thành đi. Đại nhân, xin tha mạng. Huyện Cô Sơn, dịch bệnh hoành hành, nạn đói rải rác, quan phủ không cứu trợ đã đành, lại còn điều động quan binh giết hại bách tính, đúng là khiến cho lòng dân căm hận. Ta là một lang trung, không có chút thế lực gì trong tay. Nếu như tướng quân thật sự muốn giết ta, thì hãy cho phép ta chữa bệnh xong cho người dân đã. Xin tướng quân tha mạng. Xin tha mạng. Đại nhân, đáng thương cho chúng tôi quá. Đi, nhẹ thôi. Đám quỷ các người muốn giết chết ta sao? Lưu Đường, câm miệng. Lần này tới Cô Sơn, tuyên tán cũng chỉ phụng mệnh tới thôi. Mong tiên sinh hiểu cho. Quả nhiên, tiên sinh yên tâm. Bên phía quan phủ, tuyên tán sẽ nói với họ, xin tha tội cho các vị hảo hán. Mọi người đi đâu hết rồi? Không biết. Quyện lệnh đại nhân. Quyện lệnh đại nhân. Quyện lệnh đại nhân đâu? Quyện lệnh đại nhân đã đưa người nhà chờ đại nhân ở nơi khác rồi. Giờ tôi sẽ đi tìm ngay. Tìm cái gì mà tìm? Kho lương thực đã bị hắn chuyển đi hết rồi. Không quan tâm tới sống chết của bách tính chút nào. Chuyện này, kho lương ở đâu? Đưa bọn ta tới đó, ở phía sau. Có điều đại nhân cũng không cần phải đi. Kho lương đã hết từ lâu rồi. Đến đây, đến đây. Hạ quan không biết quân chi viện của triều đình tới đây. Tại sao đại nhân không ở huyện nha? Vị này chắc chắn là Tuyên tướng quân rồi. Sơn Phong đã nói với tại hạ, Tuyên tướng quân sẽ tới đây cứu viện. Vốn dĩ hạ quan vẫn đang chờ đợi, nhưng lũ cướp Lương Sơn hoành hành, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ lương thảo đã cạn, tại hạ muốn đi tới phủ nha gần đây để vay chút lương thực, không đón tiếp được ở đây. Mong tướng quân không trách tội. Vậy lương thảo mà đại nhân vay được đâu? Ta đi được nửa đường thì nghe tin tướng quân đã tới, nên vội vàng quay trở lại. Đừng nghe hắn ta nói bậy. Tên quan này đã giấu lương thảo ở trong kho đi rồi. Các huynh đệ đã lục hết kho lương một lượt, đến một hạt gạo cũng không có. Đi. Tuyên tướng quân đúng là người tốt.
Ngài đã mang hết quân lương mang theo chia cho mọi người. Lần này tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Đại nhân, đại sự không ổn, bệnh dịch có thay đổi. Mau vào đây, bệnh dịch đang truyền rất nhanh, tất cả mọi người đều nhiễm bệnh. Thuốc của trấn Cô Sơn không còn bao nhiêu, giờ có rất nhiều nạn dân, vô cùng nguy hiểm, không còn cách nào khác sao? Phủ huyện gần đây có thuốc để điều động không? Không còn cách nào, bệnh dịch đang truyền rất nhanh, nếu không được ứng cứu thì hậu quả rất khó lường. Chuyện cướp hoành hành nghiêm trọng, có liên quan tới quốc tổ, nhưng cũng không thể chứng kiến nạn đói lan truyền được. Đi áp giải An Đạo Toàn tới đây. Rõ. Tướng quân trượng nghĩa, thấu hiểu lòng dân như vậy, An Đạo Toàn vô cùng cảm phục. Tiên sinh không cần khách khí, hy vọng có thể đi sớm về sớm, để tuyên tán không khó xử. Bách tính cần rất nhiều thuốc. Những thuộc hạ này để tiện cho tiên sinh hành sự, hoàn toàn không có ý gì khác. Tướng quân yên tâm, ta xử lý xong việc thuốc thang sẽ quay trở về ngay lập tức. Chỉ là mấy huynh đệ đó của ta, tiên sinh cứ yên tâm. Ngươi không nên thả An Đạo Toàn đi. Ngộ nhỡ hắn ta không quay trở lại, ta thả hắn về núi lấy thuốc, cũng là vì lo nghĩ cho bách tính. Giả lại có Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Thất làm con tin, hắn ta không dám giở trò gì đâu. Sau này thì sao? Cách kinh thành 3 ngày, đám thổ phỉ Lương Sơn đã bị tiêu diệt rồi. Đợi khi dịch bệnh được loại trừ thì sẽ hồi kinh ngay lập tức. Triệu thần có tin không? Triệu thần đối xử thâm độc với người khác và luôn đề phòng ta. Dù thổ phỉ lần này chẳng qua vì muốn đuổi ta đi thôi, chắc có tính toán khác. Còn về việc lấy được đầu của tên cướp hay không, hoàn toàn chỉ là một cái cớ mà thôi. Người đâu? Tướng quân có gì dặn dò? Người mau chóng hồi kinh và giao lại phần quân báo này cho Dương gia, để Dương gia đỡ lo lắng. Rõ. Đại ca, đêm nay huynh nghỉ ngơi ở trong liều của ta, đợi quân báo đi, ta sẽ âm thầm hồi kinh. Dương Đông kích Tây, ngươi... Ta cũng đi. Không được. Hành động này chưa rõ thắng bại, không thể không chừa đường lui. Ai biết trong đạo quân này có tai mắt của triều thần không chứ? Nhưng chỉ có mình ngươi, sao có thể giải quyết mọi chuyện được chứ? Ngộ nhỡ gặp phải bất trắc gì thì sao? Yên tâm, cha mẹ trên trời sẽ bảo vệ cho ta. Chẳng phải mấy lần đều quá nguy thành an sao? Giả lại chỗ này cần có đại ca hỗ trợ. Từ Cô Sơn đến Kinh Thành đi rất nhanh, ta đi một lát rồi quay trở về. Đúng rồi, huynh tìm giúp ta quần áo của một binh sĩ đi. Huynh đệ, mau đi đi. Là tin từ Cô Sơn sao? Vâng. Thế nào rồi? Tuyên tướng quân công phu rất giỏi, đã lấy được đầu của thổ phỉ, chỉ là dịch bệnh chưa kiểm soát được. Đợi thuốc thang đầy đủ, lo cho bách tính xong thì tướng quân sẽ trở về. Như Nhi, quốc sự không phải chuyện mà con nên hỏi. Đây cũng là chuyện của nhà ta, Như Nhi. Được rồi cha, con đi lại được cái gì? Đi.
Tuyền tướng quân tốt lắm. Tuyền tướng quân ngày đêm lo lắng cho dân chạy nạn, vô cùng vất vả. Được, ngươi lui xuống đi. Rõ. Tuyền Tán đúng là một tướng tài hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc. Đúng rồi, Dương gia, Thái Nguyên phủ Lộ Châu tướng quân tới rồi. Chẳng phải Tuyên Tán nói quê hắn ở Lộ Châu sao? Chi bằng đi hỏi xem thật giả thế nào. Cũng được. Chuẩn bị kiệu. Rõ. Có thích khách. Bảo vệ Dương gia. Dương gia, bắt sống cho ta. Rõ. Đứng lại. Mau, hồi phủ. Là hắn ta sao? Dáng người tương tự. Mau, đi nói với Kim Long. Đẩy nhanh hành động. Thần đã hiểu. Dương gia đúng là đã biết từ trước. Quyền lệnh đại nhân vất vả rồi, Dương gia chắc chắn sẽ thưởng phạt phân minh. Tuyên Tán đó võ nghệ cao cường, tướng quân cũng có thể cân nhắc. Đại nhân không cần nghĩ nhiều, chuyện này Dương gia đã có sắp xếp từ trước. Ngài chỉ cần dụ Tuyên Tán vào trong phủ, những chuyện còn lại cứ giao cho bổn quan. Đúng là tức chết ta mất. Ngươi xem, vết thương nhỏ thôi, không sao. Bọn chúng nhận ra ngươi rồi sao? Chưa chắc. Nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng, Triệu Thần cũng không làm gì được ta. Hành động lần này chỉ cách thành công một bước. Hoắc Lôi vẫn luôn bám lấy Triệu Thần. Nếu như thành công đuổi Hoắc Lôi đi, tạm thời án binh bất động. Mọi chuyện đợi khi về kinh thành rồi tính tiếp. Báo Tuyền tướng quân, bên ngoài có nha dịch đến, mời tướng quân gặp mặt quyền nha để sắp xếp chuyện nạn dân. Tuyền tướng quân, xin mời. Bên này. Tướng quân, mời ngồi. Tướng quân tới đây quả thật đón tiếp chưa được chu đáo, mong tướng quân thứ tội. Quyền lệnh đại nhân không cần khách sáo. Thân là quan phụ mẫu, một lòng lo lắng cho người dân, Tuyên Tán tự thấy xấu hổ. Tướng quân chỉ huy đúng đắn, anh minh thần võ, chưa tới ba ngày đã đẩy được lũ thổ phỉ Lương Sơn, làm an lòng người dân. Bản huyện Cô Sơn xin kính một ly. Đại nhân khách khí, ta cạn trước. Đi nói với nhà bếp tiếp tục lên đồ ăn. Rõ. Nghe nói tướng quân đã thu được đầu của lũ thổ phỉ, không biết ngài định xử lý như thế nào? Về kinh xử lý.
Bản quan nghĩ rằng làm vậy không ổn. Ý ngài là sao? Tướng quân có công bắt thổ phỉ, nhưng việc này có liên quan tới xử lý, vẫn nên giao cho bản huyện lo liệu. Đám thổ phỉ này dám gây chuyện với triều đình, để bổn tướng quân đây xử lý. Việc phỉ thả An Đạo Toàn đi cũng là đặc quyền sau. Đại nhân mời bản quan tới đây là để lo cho nạn dân hay là để hỏi tội thế? Nếu không loại trừ thổ phỉ thì làm sao yên lòng dân được chứ? Tướng quân thả hổ về rừng e rằng còn có ý đồ khác. Ý đồ gì chứ? Cấu kết với giặc, mưu đồ làm loạn. Bản quan phải bắt ngươi về quy án. Người đâu? Có. Xem ra đại nhân đã bày một bữa hồng muôn miếng rồi. Lên! Ta phải gặp quyền lệnh của các ngươi. Không có lệnh của đại nhân không được vào trong. Hai vị thân thủ không tồi, hẹn ngài lĩnh giáo. Xích tướng quân, tiểu thất, Lưu huynh đệ, xin hãy đi cứu Tuyên Tán cùng tôi. Tuyên Tán được Tăng Thiện mời đi bàn chuyện xử lý nạn dân nhưng mãi vẫn chưa về. Khi ta tới tiếp ứng thì phát hiện ra nha dịch đã đổi thành đội cận vệ của Triệu Thần. Tình hình thay đổi, e rằng Tuyên Tán là nít dữ nhiều rồi. Triệu Thần tới huyện Cô Sơn rồi sao? Chưa biết là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ nhiều được vậy, cứu Tuyên tướng quân ra trước đã. Tuyên Tán, ngươi thật là bản lĩnh. Uống canh đã bỏ thuốc mà vẫn có thể chống cự được lâu như thế. Đắc tội với Dương gia thì chỉ có một con đường chết thôi. Huynh đệ, huynh đệ, ngươi tỉnh rồi sao? Đại ca, tiên sinh, ngài trở về là tốt rồi. Ta có hẹn với tướng quân, sao có thể lỡ hẹn được chứ? Chỉ là không ngờ đã mang tai họa tới cho tướng quân. Huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Chính là tên gian tặc Triệu Thần đã âm thầm phá nội vệ Kim Long, đi theo Tằng Thiện, muốn loại trừ ngươi. May mà có những huynh đệ của Lương Sơn bất chấp tính mạng cứu giúp,
nên người mới thoát chết. Đa tạ, đa tạ. Vậy Tằng Thiện và Kim Long thì sao? Kim Long bị Lưu Đường giết rồi, Tằng Thiện ở trong nhà lao chờ xử lý. Ta thấy chi bằng Tuyên tướng quân giết hắn luôn đi, sau đó gia nhập Lương Sơn bọn ta. Như vậy thì Lương Sơn bọn ta có thêm một quận mã rồi. Chuyện gia đình của Tuyên tướng quân, Xích huynh đệ đã nói cho chúng tôi biết rồi. Hiện giờ tướng quân định xử lý như thế nào? Gia thù không báo, thề không làm người. Hồi kinh. Chỉ hồi kinh thì ta mới có cơ hội đối phó với Triệu Thần. Ta phải bất chấp nguy hiểm. Vậy thì bọn ta vào kinh theo Tuyên Tán. Cứ nói là Tuyên Tán bắt được chúng ta, chiến thắng trở về. Tiểu Thất, ngươi nói xem đúng không? Giả lại ta chưa từng vào kinh thành. Vậy không được, sao ta có thể làm liên lụy mọi người chứ? Lưu Đường nói có lý. Tiên sinh, sau khi ngài sắp xếp cho bách tính xong thì quay trở về trước. Lưu Đường và ta dẫn vài huynh đệ giả vờ bị bắt vào kinh cùng với Tuyên Tán. Trong ngoài đều có tiếp ứng. Chờ tới khi Tuyên tướng quân chiếm được thời cơ thì cứu bọn ta ra. Không, không được. Làm vậy quá mạo hiểm. Một đại nhân sao có thể ẻo lả được chứ? Lưu Đường ta trước giờ đã treo cái đầu lên cặp quần rồi. Lần này lấy mạng trở về, ta còn thấy không quen. Ở trong nhà lao, đừng thiếu rượu thịt là được rồi. Lưu Đường sư huynh. Tuyên tướng quân, cũng chỉ có như vậy mới giúp người bảo đảm được tính mạng và không thất bại thôi. Tiên sinh, người yên tâm. Nếu như họ đã nhận người là huynh đệ thì sống chết không từ. Như Nhi, cha muốn ra ngoài sao? Không phải, cha chỉ muốn đi lanh quanh thôi. Cha, con thấy cha không yên lòng chút nào. Nào, cha uống trà đi. Cha, người nói xem có phải Tuyên Tán sắp quay trở về rồi không? Đúng, sắp quay trở về rồi. Vậy thì tốt. Cha, vậy những lời mà cha từng nói có giữ lời không? Dương gia. Cha, người sao thế? Rõ. Hai vị sư huynh tạm thời chịu ấm ức vài ngày. Sau khi hồi kinh, Tuyên Tán sẽ dốc sức hạ gục Triệu Thần. Ta dùng đầu của mình ra để bảo đảm, nhất định sẽ cứu mọi người ra. Đi, đi. Xuất phát. Đại nhân xin mời. Mời. Trương đại nhân, Lý đại nhân. Tuyên tướng quân. Tuyên tướng quân tuổi trẻ tài cao, dẹp được lũ thổ phỉ, giành được thắng lợi. Một ngày được thăng liền ba cấp, khiến cho ta tự cảm thấy xấu hổ. Bây giờ tướng quân cũng được xem như là hồng nhan trước mặt hoàng thượng rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Tuyên tướng quân chính là quận mã tương lai đấy, cũng có vài phần thân thiết với hoàng thượng. Tuyên tướng quân sau này nhớ chiếu cố nhé. Đại nhân quá khen rồi. Tuyên Tán may mắn chiến thắng, được hoàng thượng hậu thuẫn, sau này cần được các vị đại nhân chỉ giáo. Khách khí, khách khí. Đại nhân mời vào trong. Được. Tô Thái Quý tới. Trương đại nhân, Lý đại nhân xin mời. Tô Thái Quý. Tuyên tướng quân. Tô Thái Quý. Tuyên Tán không nên đón từ xa. Tuyên tướng quân rất coi trọng bản Thái Quý. Tin tức Khải Hoàng không gửi tới nhạc phụ tương lai của ngươi sao?
khiến cho lão phu rất vui mừng. Trước mắt Tuyên Tán, mặc dù chỉ là một hiệu úy nhỏ bé, nhưng sự nổi tiếng của Tô Thái Quý không ai là không biết. Tuyên Tán có suy nghĩ thân thiết từ sớm, chỉ là chức quan bé nhỏ, vẫn luôn không có cơ hội. Lần này thắng lợi trở về, mới dám phiền Thái Quý đại nhân tới dâng tấu cho hoàng thượng. Lão phu đến đây ngay trong đêm để dâng tấu của tướng quân cho hoàng thượng. Thế nào? Trong mắt tướng quân, lão phu cũng được xem là có danh hữu thực chứ. Đại nhân hành sự quyết đoán, ta không chỉ vào kinh thành công mà còn nhận được hư dinh này. Tất cả đều nhờ vào đại nhân, không cần phải khách sáo như thế. Nhưng mong quân mã đừng nói giáo cho giặc. Đại nhân yên tâm. Đại nhân xin mời. Mời. Bây giờ Tuyên Tán đã được hoàng thượng trọng dụng, lại có Tô Diễn Cảnh hỗ trợ, muốn trừ khử hắn ta lại càng khó hơn. Người nói xem liệu hắn có phải là con của Tuyên Nghĩa hay không. Chúng ta buộc phải thừa thắng xông lên, để tránh đêm dài lắm mộng. Huynh đệ có kế sách gì? Những vụ án ở huyện Cô Sơn, Tằng Thiện là nhân chứng duy nhất, buộc phải ra tay với hắn. Tên Tằng Thiện này luôn trung thành với Triệu Thần, có thể xử lý được không? Ta đã có diệu kế rồi. Nếu như không phải Dương gia nhắc nhở tại hạ để ý Tuyên Nghĩa, thì bức thư Cận Ngôn gửi cho Tuyên Nghĩa, hiện giờ nó đã nằm trong tay Tuyên Nghĩa. Mai mà hắn đưa cho Tuyên Nghĩa, nếu như tới tay của Tô Diễn Cảnh, thì bản Dương sẽ bị hạ gục hoàn toàn. Chuyện đến nước này cũng đừng trách bản quan không nể tình. Người mang thứ này, tìm cách để hắn đồng ý. Sau đó, mưu đồ tạo phản. Dương gia, chuyện này là sao? Tội tạo phản sẽ bị tru di cổ tộc. Chẳng phải là... Sao ta biết được hắn ta có cân nhắc chuyện này với người nhà hay không chứ? Chúng ta đã làm thì phải diệt cỏ tận gốc, tránh để lại hậu hoạn. Rõ. Tuyên Nghĩa, Tuyên Tán, Cận Côn, Cận Luân, nếu như hắn không phải là con của Tuyên Nghĩa, thì dựa vào cái gì mà Cận Luân có thể giết được Quyền Nghĩa, còn một mình Tuyên Tán lại có thể cứu quận chúa ra mà không chút thương tích nào? Ngươi thật sự chỉ tin rằng Tuyên Tán tài trí hơn người, võ công cao siêu sao? Nhưng nếu hắn thật sự là con của Tuyên Nghĩa, thì tại sao không hợp tác với Cận Luân chứ? Lợi dụng quận chúa để ép Dương gia cũng tốn rất nhiều công sức. Chuyện này ta cũng đang cảm thấy nghi ngờ, không biết rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Báo. Bẩm Dương gia, Xích Tư Văn cầu kiến. Cho hắn vào. Rõ. Dương gia, Xích tướng quân tới phủ ta có chuyện gì? Bẩm Dương gia, Tuyên tướng quân sai ta tới bàn chuyện hội thẩm. Tại sao Tuyên Tán không tự mình tới? Tướng quân bàn chuyện quân vụ với Tô Thái Quý, thật sự khó mà rời đi được. Xem ra Tuyên tướng quân rất đắc ý, muốn lập công lớn rồi. Hắc Lôi,
Tuyên tán có ý gì? Mau nói đi. Tướng quân mời Dương Gia và Tô Thái Quý ngày mai cùng hội thẩm tặng thiện. Ngày mai sao? Đúng. Tướng quân hy vọng vụ án này sớm kết thúc, cũng dễ đưa cho Dương Gia một câu trả lời. Được. Tuyên tán hành sự mạnh mẽ, bản Dương sao có thể tục lại sao chứ? Quyết định ngày mai đi. Tạ Dương Gia. Muốn mượn danh Tô Cảnh Diện để giải quyết tận gốc. Rất giỏi. Tuyên tán à, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi đi nói với nha hoàn thân cận của Như Nhi là Tiểu Vân, bảo nó đêm nay mời Tuyên Tán tới phủ, cứ nói là ta muốn bàn chuyện hôn sự với hắn. Tuyên Tán, người sống ta chết quyết định vào tối nay. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Vân, sao thế? Có chuyện gì sao? Không phải, là Dương gia tối nay muốn mời quận mã tới bàn chuyện hôn sự. Thật sao? Ta đang định tới phủ tướng quân đây. Được, mau đi đi. Việc đó đừng làm phí thì giờ. Được. Dương gia mời Tuyên tướng quân tối nay tới Dương phủ bàn chuyện hôn sự, mong tướng quân tới đó. Tối nay ta sẽ giữ chân Tuyên Tán để ngươi tiện hành sự. Dương gia, liệu Tuyên Tán có tới hay không? Đương nhiên hắn sẽ tới. Có điều lần này tới không phải vì Như Nhi. Giữa bọn ta rồi cũng phải có ngày này. Vậy thuộc hạ phải làm gì? Yên tâm lên đường, Dương gia sẽ nhớ những điều tốt đẹp của ngươi. Hành sự theo kế hoạch này để đối chứng sinh tử. Đến lúc đó hãy coi như Tuyên Tán có ân huệ của hoàng thượng, cũng không trách được bản Dương. Tuyên Tán còn non nớt lắm. Nước cờ này của Tằng Thiện phải gọi là rất cao siêu. Triệu thần muốn giữ chân ta để tiện cho người khác hành động. Đêm nay hành thích quyện lệnh giết người diệt khẩu. Người đi làm việc chắc chắn là Hoắc Lôi. Ta đã nhốt chung Tiểu Thất cùng với Tằng Thiện theo lệnh của ngươi rồi. Hoắc Lôi xông vào nhà lao, thả lũ cướp lương sơn đi, ngộ sát Tằng Thiện, bị ta giết ngay tại chỗ. Một khi chuyện này thành công, người của Lương Sơn được thả đi, người lập tức tới Dương phủ gặp ta. Được. Nhớ kỹ, hãy dùng tiễn không đầu. Phải thật cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận. Được rồi, qua đây.
Con dao này đã đi theo cha. Bây giờ ta giao nó lại cho con. Con phải nghe lời cha. Đây cũng là thứ mà cuộc đời làm quan của ta mong muốn. Con học võ từ nhỏ, sau này phải hỗ trợ người dân, nghĩa tử quan trọng. Phải làm được ba chuyện cho cha. Đầu tiên là không lạm sát người vô tội. Thứ hai, không ủy thế ức hiếp người khác. Thứ ba là không đồng phạm với lũ gian tà. Không được vi phạm thiên lý. Con nhớ đấy. Hài Nhi ghi nhớ lời của phụ thân. Rất tốt. Cha. Mẹ. Cuối cùng Nhi tử cũng đợi được ngày này rồi. Dương gia. Mời. Dương gia, xin mời. Bản Dương có chuyện cần bàn bạc với Tuyên tướng quân. Các người lui xuống hết đi. Rõ. Mời. Nếu như đã tới thì buộc phải có chuẩn bị từ trước. Vậy thì bản Dương không dòng do nữa. Dương gia muốn nói đến hôn ước sau. Người thấy thế nào? Hôn nhân đại sự của quận chúa, Dương gia phải cân nhắc cho kỹ đấy. Thuộc hạ chỉ là một võ phu. Nói như vậy là ngươi không đồng ý. Dương gia thì sao? Bản Dương đã từng hứa, người cứu được quận chúa sẽ là hiền tế của ta. Sao có thể nuốt lời được chứ? Có điều, nếu như ngươi có dự định khác thì bản Dương cũng không ép. Nào, uống rượu. Được, uống rượu. Mời Dương gia. Tuyên Tán, muốn lấy nữ nhi của ta cũng được. Hãy lấy thành ý của ngươi ra cho bản Dương xem. Thể hiện bản lĩnh của mình. Thực ra Dương gia cũng không cần quá xem trọng vụ án thổ phỉ lần này. Thuộc hạ có thể sống sót quay trở về cũng được xem như mạng lớn. Nói một cách chuẩn xác thì Tuyên Tán có thể sống tới ngày hôm nay quả thực không dễ dàng. Ngươi có ý gì? Mọi chuyện đều nhờ có ngài. Ngươi không sai. Ngươi vẫn còn sống. Ngày ngày ép người khác vào đường cùng, nội vệ trong Dương phủ làm việc cẩn trọng. Chuyện tiêu diệt Tuyên gia nhà ngươi được tiến hành quy mô lớn. Ngươi chỉ là một đứa trẻ. Ông trời có mắt, đã để lại Tuyên Tán ta báo thù cho gia tộc. Đi chậm thôi, chậm thôi. Qua đây. Không bắt được ta đâu. Cẩn thận đó. Chạy đến đâu? Ở đây. Ở đây. Cẩn thận chút. Cho người chơi cái này. Xích đại ca, đi thôi. Hai chúng ta qua bên đó xem con dế. Đi. Qua đây. Qua đây đi. Tới đây, tới đây. Ta ở đây. Đến bắt ta đi. Ta bắt được rồi. Mau. Các người muốn làm gì? Qua đây. Mẹ. Mau. Các người muốn làm gì? Đừng có chạy. Đứng lại. Đuổi theo. Mau, qua bên đó xem sao. Ở bên đó.
đừng để cho ai sống sót. Mau lên, ở bên đó. Nào, ở bên đó. 15 năm trước, nếu không phải là con của quản gia đến thăm phụ thân, gánh nạn cho ta, thì riêng cán ta đã sớm bị người tiêu diệt rồi. Triệu thần, ta dốc hết sức để lẻn vào Dương phủ chính là để tìm ngươi báo thù. Đáng tiếc là ta liên tiếp thất bại, để cho ngươi sống tới ngày hôm nay. Rất giỏi, có bản lĩnh. Ngươi dám dùng thân phận thật sự để trốn dưới tầm mắt của ta sao? Đúng là tốn rất nhiều công sức. Ngươi đánh giá cao ta rồi. Tuyên cán ta không bao giờ đổi họ, quang minh chính đại mà báo thù. Phụ Dương mời người ta tới uống rượu, sao không gọi con chứ? Quận chúa, thuộc hạ bàn chuyện quan trọng với Dương gia. Như Nhi, con tránh mặt một lát. Phụ Dương, hiếm khi thấy hai người ở chung với nhau. Nào, con uống với hai người một ly. Phụ Dương, hai người nói chuyện gì thế? Quận chúa, thuộc hạ đang bàn chuyện thổ phỉ với Dương gia. Còn gì nữa không? Không còn chuyện gì nữa. Uống rượu mà bàn quốc sự thì không thú vị chút nào. Chi bằng chúng ta cho đoán số đi. Ai thua thì người đó uống, như vậy sẽ công bằng hợp lý. Như Nhi, Phụ Dương, như vậy đi, ta chơi một trò chơi. Nếu như quận chúa thua thì hãy về phòng nghỉ ngơi. Ta không thua đâu. Thì ra là ngươi. Không sai. Ngay cả thủ pháp Châu Tiễn cũng nhanh như chớp. Chẳng trách trước khi lâm trận lại tán loạn như thế. Nói xong rồi, quận chúa thua thì phải đi, không được nuốt lời. Phụ Dương, hay người nói trước đi. Tuyên tán, gián này dù ai thắng thua cũng không liên quan tới Như Nhi. Dương gia yên tâm, tuyên mổ chỉ nhắm tới một người thôi. Quan có đầu nợ có chủ. Tuyên tán, ngươi nói gì thế? Dương gia, xin mời. Bên trái, Dương gia tính nhầm rồi. Người chắc chắn như vậy, Hoắc Lôi sẽ không quay trở lại nữa. Người, nước cờ này Tằng Thiện chỉ là một con tốt. Dương gia, người thua rồi. Hai người muốn làm cái gì? Xin lỗi quận chúa, ta tới để lấy đầu của Triệu thần. 15 năm trước, Phụ Dương người đã giết mười mấy người Tuyên gia ta. Hôm nay ta nhất định phải báo thù. Chuyện này không thể nào. Chuyện này là không thể nào. Cha mau nói chuyện này không phải là thật đi.
Cha mau nói đi. Cha mau nói những gì hắn nói không phải là thật đi. Thiên Tán, không phải ngươi muốn thành thân với ta sao? Xin. Tuyên Tán, bản vương không thua. Ngươi thua rồi. Tuyên Tán. Cha, con cầu xin cha đừng giết huynh ấy. Con cầu xin cha tha cho huynh ấy đi. Cha. Phụ Dương, Hoắc Lôi phủ quận chúa cấu kết với Lương Sơn, thả thổ phỉ đi. Mau, mau bắt lấy chúng. Lục soát cho ta, đừng để cho thổ phỉ chạy mất. Tuyên Tán. Đại ca, mọi chuyện thuận lợi rồi. Các huynh đệ Lương Sơn đã ra khỏi thành rồi. Để yên tâm đi.
Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, đợi 15 năm mới có thể báo thù. Bây giờ vong linh của hai người trên trời cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi. Huynh đệ có dự định gì? Gia thù đã báo, nhưng vẫn còn một ân tình chưa trả. Đi, đi. Chuyện sau này, Tuyên Tán và Xích Tư đã đầu quân cho Lương Sơn.